Alo. Alo, tôi nghe đây. Dạ, cho cháu gặp ngay tổng giám đốc Thao ạ. Ông đi dự tiệc rồi. Trời ơi, giờ này ba cháu vẫn đang dự tiệc hả? Ông vừa mới đi tức thì. Dạ, má cháu vừa vào bệnh viện cấp cứu. Nếu khi nào ba cháu về cơ quan, chú làm ơn báo tin ngay cho ba cháu. Được, tôi sẽ nhắn lại. Dạ, cảm ơn chú. Tại sao ba lại sợ đủ thứ vậy ba? Alo, cho tôi gặp kỹ sư Hoàng. Chuyện của tôi khẩn cấp, có liên quan đến sự cố kè 70. Thôi ơi, vậy đi con. Vậy đi con. Bà đã chuẩn bị nước tắm, con tắm đi cho tỉnh táo rồi con ăn sáng nữa. Cảm ơn chị, tôi dậy rồi. Cô ăn sáng đi, để ba chuẩn bị. Ba. Gì vậy con? Cái thẻ học sinh của con đâu? Ba để sẵn trong cặp con rồi. Ba kỳ thiệt, cứ đào lộn hết mọi thứ của con lên. Xin lỗi, ba tưởng... Lần sau ba thấy gì á, cứ để nguyên chỗ đó cho con. Trời ơi, từ đây đến chỗ thi á, đi chậm lắm cũng chỉ mất 20 phút. Sao ba dừng cổ con gì sớm vậy? Ba sợ hôm nay các trường đều thi, dễ bị kẹt đường, mình phải tranh thủ đi sớm. Ba mắc cười quá à. Ai cũng lo xa như ba thì càng dễ kẹt xe. Ba có buồn con không? Ba biết con đang căng thẳng chuyện thi cử. Không, ba nói dối, con không căng thẳng chuyện thi cử. Con chỉ không hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa ba và má. Tại sao ba má lại ra tòa đúng vào lúc con sắp thi lấy bằng BAC? Ba má thật có lỗi với con. Ba nói thiệt đi, có phải má bỏ ba vì ông tổng giám đốc Hồng Thao phải không? Không, không phải vậy. Chỉ vì ba má không hợp nhau. Ba
Con là ba cực quá. Không, chính con mới làm cho ba bớt yếu đuối, nhu nhược. Chính con. Ba. Thoa, ba con mình sẽ vượt qua được sự thử thách này, phải không con? Dạ. Ba ơi, có chuyện này con muốn ba giúp con. Con cứ nói đi, ba sẽ làm hết sức để con yên tâm thi đạt kết quả. Có chuyện gì? Chuyện con muốn nói là chuyện nhớ Hạnh. Có phải Hạnh cháu kỹ sư Hoài có người mẹ vừa mất phải không? Dạ. Hạnh rất thông minh, tốt bụng, nhưng lại quá nhạy cảm và kiêu hãnh. Con chỉ sợ cú sốc này nó chịu không nổi sẽ phá phách. Ba có thể làm điều gì để động viên nó? Ba sẽ làm. Nhưng với một cô gái như vậy, nếu mình không tế nhị thì sẽ biến thiện chí của mình thành sự xúc phạm đối với người được giúp đỡ. Ba tuyệt quá. Con tin là ba nhất định sẽ hiểu và giúp được Hạnh. Anh Thao, đến bây giờ em mới hiểu, anh không yêu em mà chỉ yêu chức tổng giám đốc mà ba em sẽ trao cho anh khi anh trở thành con rể của ông. Trước khi cưới, em đã kể cho anh nghe tất cả mọi chuyện, kể cả chuyện của em và Đỗ Hải. Bây giờ anh lại sử dụng điều đó để làm nhục em và biện minh cho quan hệ bất chính của anh với người phụ nữ khác. Đối với em, tất cả bây giờ trở thành vô nghĩa. Em chỉ van xin anh, anh hãy đợi Hùng lên đường du học, rồi anh muốn làm gì thì làm. Hùng mà biết được sự thật này, chắc em không sống nổi. Anh đã làm tan nát một gia đình rồi, em xin anh đừng phá tan thêm một gia đình nữa. Em van anh, em xin anh. Cô tỉnh rồi hả? Tôi đang ở đâu vậy? Đây là bệnh viện quận. Cô giỏi lắm. Hồi hôm không có cô thì tụi cướp đã lấy mất tiền của người đàn bà ấy rồi. Cô nằm xuống đi. Không vết thương ở da là chảy máu đó. Bác sĩ nói không có gì nguy hiểm, chỉ điều trị vài bữa là lành. Tôi tên là Thành Tú. Còn cô, tên gì, thứ mấy? Tôi tên là Thương. Thứ ba. Nhà cô ba ở đâu? Để tôi đến báo tin cho ba má cô yên tâm. Tôi ở nhà mướn, ba má chết hết rồi. Cô cần gì cứ nói. Anh Tú, tôi về. Đâu có được, cô ở lại đây chích thuốc thay băng, nếu không nhiễm trùng thì nguy. Cảm ơn anh Tú, tôi phải về. Cô ba muốn về cũng được, nhưng chưa có lệnh của bác sĩ thì bệnh nhân không được phép ra khỏi bệnh viện. Để tôi đi xin phép bác sĩ. Dạ.
Thôi nghỉ đã. Hôm nay sếp đánh hay quá. Mình qua bên kia. Dạ. Kiếm chút gì giải khát đã. Hôm nay anh đánh hay là nhờ em đó. Thật là tuyệt vời. Nhìn anh tung hoành trên sân, không ai nghĩ anh đã ngủ tuần rồi. Em đẹp quá. Anh muốn điên lên gì em. Thôi đi. Nè, sao anh không hỏi đến kết quả ly hôn của em vậy? Dạ thưa, ông bà dùng gì? Cho hai ly cà phê đá. Dạ. Anh cũng đang định hỏi về vụ ly hôn, sao rồi em? Tòa kêu hai người về suy nghĩ kỹ lại. Sau 2 tháng, nếu hai người vẫn không thay đổi ý định, tòa sẽ cho ly hôn. Cũng được. Sau 2 tháng là thằng Hùng đã đi ngoại quốc rồi. Xin chúc mừng. Ba vừa gọi điện thoại hỏi ban tuyển sinh. Con đã chính thức trúng tuyển đi du học nước ngoài. Xin chào ngài thuyền trưởng tàu Diễn Dương. Con muốn nói chuyện riêng với ba. Chuyện gì vậy? Cô Bách Hợp đâu phải là người lạ. Ba phải vô bệnh viện với má ngay, trước khi quá trễ. Má làm sao? Từ ba phải biết chứ. Bác sĩ nói là má bị một cú sốc tình cảm nào đó. Còn cô cũng nên nhân đạo với má cháu một chút. Thôi đi, tôi đang rối đây. Ê, mấy bà biết không, hai vợ chồng ông Lĩnh hôm ra tòa sao không? Bà ấy kể tội ông chán chê, rồi quay qua hỏi bà thẩm phán đã đọc chuyện ngắn bút bi hết mực chưa. Xạo không? Xạo sao được, đương nhiên là nữ đại diện cho thần công lý yêu cầu bà vợ không được lạc đề. Đây là phiên tòa, chứ không phải cuộc hội thảo chuyện ngắn. Nhưng mà bà vợ ông Lĩnh cứ quả quyết là nhà văn đã lấy ông Lĩnh để làm nguyên mẫu cho chuyện ngắn bút bi hết mực. Thôi, mấy bà không nên đem chuyện riêng của người khác ra đùa giỡn như vậy. Còn nghe đồn là bà Bách Hợp bỏ ông Lĩnh vì kết mô đen ông tổng giám đốc của bà đó. Ờ, giờ ông Thao vừa già vừa bệnh tật nữa, mà ông Thao càng ngày càng trẻ ra. Thiệt không đó? Tôi đi xác nhận. Mấy bà nghĩ lung tung rồi. Sếp Lĩnh vô kìa. Dạ, cháu chào bác. Có chuyện gì không? Dạ, cháu muốn hỏi Thôi làm bài thi có được không? Cảm ơn cậu, cậu cũng không phải tôi. Dạ, cảm ơn bác. Nè, Dũng à. Dạ, bác kêu cháu. Tôi sẽ nói với Thoa là cậu có đến hỏi thăm về tình hình thi cử của nó. Dạ, cảm ơn bác. Thưa sếp, ban quản lý dự án 28 lại vừa điện yêu cầu ta trao cho họ gấp hồ sơ gốc của công trình A70. Tính sao sếp? Quyết. Dạ. Cô qua đây. Có chuyện gì vậy anh Lĩnh? Tôi đã giao cho cô tính toán, kết cấu và lập dự toán công trình A70. Dạ đúng. Cô xem lại sẽ hiểu nguyên nhân xảy ra sự cố ở kè A70. Anh Lĩnh, chuyện này... Trước hết là lỗi của tôi. Trong thời gian vừa qua, chỉ vì phân tâm một vài chuyện riêng, tôi đã không kiểm tra trước khi đưa lên trên duyệt để thi công. Hiện giờ, nước sông Tiền và sông Hậu đang lên trên mức báo động. Giáo sư Phong cần gấp bản tường trình chi tiết và trung thực để kịp thời quyết định biện pháp gia cố. Cô viết ngay bản tường trình, tôi ký. Dạ, nhưng mà... Không còn cách nào khác đâu cô Quyết à. Chúng ta không có quyền đổ lỗi cho bên thi công. Cô viết đi. Dạ. Ê,
coi kìa, ai nói sếp là bút bi hết mất. Cô Ba, chào Ba Thư. Chào chị. Xin lỗi, tụi này đến thăm Thương mà không báo trước. Hai bạn có thể nói chuyện với nhau bằng tiếng Nhật. Trời đất, anh Tú biết đó, tiếng Nhật là sinh ngữ thứ hai của em. Em dở lắm. Nói đùa vậy thôi, chứ Mikiko nói tiếng Việt khá lắm. Bây giờ mình giới thiệu để hai bạn làm quen. Đây là Ba Thương. Tôi được nghe thầy Tú kể về hành động dũng cảm của Ba Thương. Tôi rất khâm phục và hãnh diện khi được làm bạn với Thương. Còn đây là Mikiko, bọn này kêu là cô Ba Nàng Hương. Một cái tên rất nam bộ phải không? Rất vui được gặp chị Ba. Mời hai người ngồi chơi. Mikiko là sinh viên nông nghiệp rất giỏi ở Tokyo. Cậu qua đây để làm đề tài tốt nghiệp các bệnh gây hại trên vỏ hạt lúa. Nông dân mình kêu là bệnh lem đép hạt. Nhà trường cử mình theo giúp cổ. Vất vả lắm hả chị Ba? Thời gian ít quá, mình phải chạy đua với đồng hồ. Từ thực tế đất đến phòng thí nghiệm, lao ra ruộng, rồi từ ruộng vào phòng thí nghiệm. Mệt nhưng vui lắm. Đề tài nghiên cứu của Mikiko rất phức tạp. Cô phải chạy tất bật suốt ngày, hết thu đếm hạt, rồi lại cấy trên môi trường nhân tạo, rồi trích các loại nấm trên hạt, vô sổ theo dõi, so sánh từng nhóm hạt theo từng nhóm nấm gây hại. Buổi trưa đã thấy cậu phơi nắng, lội khắp các đồng lúa của diện lúa, tìm hiểu cách sử dụng thuốc nông dược, phòng chống lem đép hạt tùy theo từng loại lúa và từng loại thuốc, rồi lại thu hạt, so sánh năng suất trong bệnh án. Bữa nào rảnh á, tụi này mời Thương xuống lò ruộng chơi. Bên Pháp Mỹ Nhật thiếu gì đề tài nghiên cứu nông nghiệp, sao chị chọn quê em chi cho cực vậy? Cả nhà mình mắc nợ Việt Nam và châu thổ sông Cửu Long nhiều lắm. Ông nội mình là chỉ huy lính Nhật, đã từng gây nhiều tội ác với nhân dân Việt Nam vào năm 1945. Nhưng ông ngoại mình lại là đảng viên Đảng Cộng sản Nhật. Chính bà ngoại mình đã viết nhiều bài báo ca ngợi tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam. Mình cũng mắc nợ, món nợ còn lớn hơn cả Mikiko nữa Hạnh à. Anh biết không, đúng buổi chiều anh gọi cho tôi vào lúc nửa đêm đó, sở thanh tra và ban quản lý dự án thủy lợi 28 chính thức yêu cầu đưa chúng tôi ra truy tố vì tội sử dụng vật liệu không đúng quy cách và chất lượng gây nên sự cố kè 72. Mà công trình này lại được liệt vào các công trình an ninh quốc phòng. Lúc đầu tôi cũng nghĩ là lỗi của bên chị khi thi công. Nhưng khi kiểm tra lại các tính toán kết cấu và dự toán xây dựng thì mới phát hiện ra sai sót. Xí nghiệp chúng tôi phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước sự cố. Thưa thiệt với anh, tôi hoàn toàn bất ngờ khi anh đứng ra nhận hết trách nhiệm. Mặc dù chúng tôi biết chúng tôi không hề có lỗi gì cả. Bây giờ dễ dầu vì người ta thừa nhận sai trái của mình. Ông trưởng ban quản lý 28 hứa với tôi và giáo sư Phong là sau khi gia cố kè thật bảo đảm, được hội đồng giám định kỹ thuật xây dựng công nhận, họ sẽ bãi nại. Tôi cũng hy vọng như vậy. Vấn đề sống chết bây giờ là gia cố kè để kịp đối phó với đỉnh lũ đang ập tới. Nghĩ cho cùng, cái gì đã khiến anh làm vậy? Tôi không muốn làm một cây bút bi hết mực.
Lũ đang tràn về rất mạnh, trên báo động 3, kịp không các bạn? Kịp. Phải kịp, nếu chúng ta không muốn bị nhận chìm. Sao trễ quá vậy? Mới chạy 5 phút sao thủ trưởng quạo vậy? Mời đồng chí ký vô sổ giao ban. Ủa, thủ trưởng hôm nay sao vậy? Không sao cả, ký lẹ lên đi. Nói thiệt đi, bộ hôm nay thủ trưởng hẹn với người đẹp ngoài thị trấn hả? Ừ. À, chiều mai đội banh tiểu đoàn mình thi đấu giao hữu với nông trường Bình Minh. Nếu tôi về kịp thì sẽ ra cổ vũ anh em. Còn nếu không, anh biểu tài vụ tiểu đoàn chi tiền bồi dưỡng cho các cầu thủ nha. Tuân lệnh thủ trưởng. Dung làm xong chưa? Khó quá. Khó quá phải học. Dung ngồi cắn viết hoài chừng nào làm xong? Nè, bây giờ hai tụi mình ra làm đồ gì tí hen? Ý, không làm xong mấy bài tập này má về la đó. Đi chút xíu thôi mà, ngoài đồng có nhiều cái hay lắm. Ờ, một chút thôi nha. Ừ. Đi. Thím Tám, bữa nay triển vọng khá hơn rồi, nhưng vẫn phải tiếp tục điều trị để đề phòng những di chứng. Thím cứ yên tâm dưỡng bệnh. Ngoài gia đình anh Ba Niềm ra, anh Út Quang và tụi tôi sẽ chữa cho thím khỏi hẳn bệnh mới thôi. Cảm ơn bác sĩ. Thôi, tôi phải về. Mấy bữa nay cả bệnh viện tối tăm cả mặt mũi vì phải lo đối phó với dịch sốt xuất huyết. Dạ, bác sĩ về. Chào thím. À, con lấy giấy viết ra đây. Chú dặn bài thuốc này cho thím Tám. Dạ, chú Tư cứ nói, con nhớ mà. Bài này ông chủ tịch tỉnh truyền cho chú Tư. Trị mấy ca điều nghiệm. Trầu không từ 2 tới 3 lá. Một cục voi bằng ngón tay út. Gừng 2 đốt ngón tay. Quế cũng vậy. Phèn chua một cục bằng ngón tay út. Tất cả giả nhỏ. Lấy nước cho bệnh nhân uống. Cứ 1 giờ uống 1 lần. Nếu mà đàm không hạ thì tăng quế gấp đôi. Dạ, con nhớ rồi chú Tư. Tốt, cứ vậy mà làm. À nè, bao giờ ba con mới về? Dạ, ba con tính ở lại trển, đợi ngày xử anh hai con. Con dạy cái mang mà, tội nghiệp anh ba. Thôi, chú về nghe con. Dạ. Chị cứ yên tâm. Chú cứ làm như tôi đã dặn. Dạ, tôi sẽ làm. Có gì thì gọi điện thoại cho tôi. Dạ. Dạ. Bye. Chị bán cho cuốn quá, cuốn văn lớp 9, cuốn tiếng Việt với lại một cuốn sách toán lớp 4, một hộp viết màu với lại 5 cuốn tập.
Cảm ơn. Chú Hai mua chai nước hoa tặng cho cô Hai đi. Chính hiệu của Pháp đó. Thiêu người mẫu ca lơ phất phơ vẫn xài mà. Laura Tiffer. Nè, chị quán có bảy người ta cười đó. Ăn nhầm gì, mua tặng cổ đi chú. Thôi được rồi, cho tôi một chai.